Dạ, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em review cho anh em xem cái máy phay bằng pin của hãng Milwaukee từ Mỹ về. Hàng Mỹ về, mã của nó là Milwaukee 2723 gạch 20 là cái thân máy. Máy phay này nó có điều chỉnh cấp độ và điều chỉnh lên xuống nha anh em. Cái máy phay này động cơ không chổi than, hàng Mỹ về, và nó có cái sáu cái cấp độ điều chỉnh tốc độ của cái máy phay, và nó cái tốc độ của nó là từ 10.000 vòng trên phút đến 31.000 vòng trên phút, và đầu kẹp của nó là đầu kẹp 6 ly 3. Và cái thân máy này nó nặng là nặng 1,4 kg. Nó chiều cao của nó là bờ ngang nó là tầm khoảng 173. Thì nó cũng vừa tay cho anh em. Đầu kẹp của nó là 1/4, 6 ly 35, và nó là phổ thông. Nó dùng chung cho cái hệ thống pin 18V của anh em. Cái thân máy này thì hàng Mỹ về, nó đầy đủ phụ kiện, nó theo kèm mà hút bụi này, cái bàn phay này, bàn phay làm bằng mica rất là chắc chắn, và tất cả phụ kiện theo hãng nha. Mở khóa, hai cái mở khóa này, và cái kích cỡ để mình phay. Hàng mới đặt thùng luôn, thì em sẽ anh em nào mà có pin ví dụ như cái pin máy vạn vít này thì mình đã có pin sạc rồi thì mình mua thân máy thôi, và cái giá của mình đưa ra là rất là nhẹ, là 5 triệu. Cái anh em nào mà cũng thường xuyên chơi mail á thì cái giá của hãng rất là cao, nó tầm khoảng 5 triệu 8 á. Thì nhưng mà hàng hàng mà hàng hãng thì nó không chắc bằng hàng Mỹ đâu, vì lý do là thị trường vào thị trường Mỹ á thì nó có chứng nhận UL, và cái nhựa của thị trường Mỹ nhìn sơ qua thì rất là đều, còn hàng Việt Nam thì cái nhựa anh em thường sở hữu á, nhìn lại thì nó không có bắt mắt đâu, nó trộn hạt nhựa không đều. Rồi em sẽ test cho anh em xem luôn cái máy. Em lấy cục pin cũ rồi, rồi mình sẽ cái thân nó vuốt rất là đẹp, vuốt này giống như vuốt lép này, cái thân này làm rất là pro nha anh em. Và máy chạy rất êm, điều chỉnh lên xuống này. Mình muốn nông hay sâu thì mình cứ điều chỉnh nha anh em, lên xuống thoải mái. Đấy. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Chúc anh em vui vẻ, và anh em nào thích nhớ like giúp mình.